tiếp tục nghỉ rồi đó. Tại vì anh Giang mấy bữa nay anh làm cái gì đó, không biết anh cưa cây gì đó, anh bị thương, nghỉ nay 2 ngày. Mình dự định mình nghỉ tiếp 1 ngày nữa. Nhưng mà sáng nay mình có nhận được cuộc gọi của một chú ở thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cách tụi mình 130 cây số. Chú có phát hiện một con rắn ở trong cái nhà kho của chú. Chú nói chú ra chú mở nhà kho dọn dẹp mà chú phát hiện một con rắn. Nó ngóc cái đầu vậy, nó dọa nạt chú sợ quá, chú đóng cửa nhà kho lại luôn. Cho nên chú điện nhóm tụi mình chạy qua. Mình vừa nhận được cuộc gọi sáng cho nên tụi mình mới tổ chức đi luôn. Đâu chú? Có hả? Dạ. Đường chú. Để xe đây hay vô đó. Để coi đây. Để ngoài mặt công nó giữ. Rồi quẹo đây đỡ đây lại. Thì mình đang nuôi ở bên đây. Rồi nó có nuôi ăn trước phía bên Hồng Thọ luôn. Đó. Mấy người đó cũng hay nói mất gặt con. Rồi hồi sáng này thằng này nó chú thấy à, đưa cháu thấy. Thằng cháu nó dọn kho. Nó là cán bộ không qua phục mừng. Trong cái kho này hả? Nó kho sao thằng nhỏ. Rồi nó mở cửa ra, nó thấy mấy cái thùng đồ không xài đó. Rồi nó bị khe, nhỏ quảng hồn. Mới sáng vậy nè. Nên mình đóng cửa kho lại, nó có khả năng nó đi ra, thoát ra không? Thì không biết. Nó có nghĩa là nó có tường dưới vòng vòng không? Không, tường xung quanh hết nè. Dạ. Ủa vậy nó còn nằm trong á. Mà nó thấy màu gì chú? Màu đen, nó khe mà thằng mà ở Đồng Tháp, quê nó ở Đồng Tháp. Nó xuống nó ở với chú. Thì thằng này cũng dân biết mà, biết gắn mà. Cái anh phụ bán đây phải không? Ừ, đó. Rồi nó mở cửa kho ra, cái nó khè. Nó khè mà nó cái mang nữa, có mặt trăng, tẩy rõ ràng mà. Đây mình là khu 6, thị trấn Trà Ôn. Dạ. Của Vĩnh Long. Có dừa không sao? Tiêu nhỏ chặt dừa. Trong cái vỏ trên xe có cái dao á, cái vỏ trong chiếc xe á. Thì sáng nay thôi anh em mình nhận được cuộc gọi của chú Tám, chủ quán ở đây. Phát hiện con rắn ở trong cái kho của chú. Bây giờ chú đang dẫn tụi mình ra. Giờ này là 11 giờ 45 phút rồi. Thì sáng mình đi 7 giờ 40. Đi cũng mất hết trăm mấy chục cây số, khoảng 140-160 á. Cho nên tới hơi trễ. Quá ta. Dạ. Con dao độc tới gì ta? Giờ mần mệt mệt rồi ngày chặt dừa uống, có dừa dừa. À, phòng trọ. Vậy là ở trong phòng trọ. Mấy thằng lấy nuôi gà. Con ơi. Con. Dậy lại con. Trong mình này hả? Tụi vậy nó kín mít ra trống anh chưa? Trời ơi.
rồi sáng con có đèn, có đèn. Sáng con gặp nó ở đâu bạn? Ngóc đó. Con lấy cái thùng, vừa lấy cái thùng anh ngóc ở đầu anh hè đang thui. Nghe trong góc đó hả? Trong góc. Dạ vậy đó. Con lấy cái đèn pin lên con. Con té lên. Nè, đi vô trước đi. Đèn pin nè. Anh có hả? Toán. Rồi xong cái đợi ông nội đi thể dục vừa nói với nội. Anh sang anh dạch thấy con rắn mà anh rung, tới giờ anh còn rung nè. Anh ngồi anh rung. Anh đánh bù cạp. Đâu có thông được đâu. Ủa anh Giang đâu rồi? Anh đi vòng lên sau. Này nếu mà nó có lòn lòn trong đây là mình thấy liền à. Chứ đâu có ngóc ngách gì đâu nó ở được. Ôi xa trong cái đồng luôn đó. Đồng đó đó. Chui vô đó là thấy à. Có chừng tiếng không á. Có lỗ thì sao rồi. Có lỗ hả? Trời ơi. Vậy là đây có cái phòng trong đây nữa nè Tâm. Có lỗ đây nè anh Giang ơi. Có lỗ ra rồi. Lỗ ngay đâu? Lỗ nước rồi ngay đó mà. Ngay lỗ nước đó. Ừ. Phải mình tinh ý mình nhét cái lỗ đó lại luôn ha. Ừ. Nó hết chạy rồi. Mất gà con hoài hả? Nó đang
Cái này là mé sau của dãy phòng trọ nè, có cái lỗ thông ra đây nè. Cái nhà đây nãy mình đứng đây mình nghe có cái chị bên đó, chị nói mất gà mất vịt đồ thường xuyên lắm. Mà mình nhìn sơ sơ này chắc chắn là sẽ không có cái hang nào á. Nó đâu qua ta, đây cũng vậy, đây thấp chủng à. Kiếm mé đây chưa anh Giang? Ờ ơi ơi. Con cái lỗi này nha, đây chú nào. Không gặp hả? Đang kiếm. Đang kiếm chú. Ừ. Quá trời đồ. Rồi đây đây. Hả? Dọn đi. Trời nó thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi đi. Thấy rồi, tưởng nó thấy con rắn rồi. Thấy rồi. Anh Tó, anh thấy con rắn rồi, anh rung luôn từ sáng tới giờ luôn. Đúng trên kế vườn. Kế vườn cậu. Đứng sát gần nữa không anh Tó? Đứng chỗ không có, mình đứng cách con rắn gần hơn á. Nói chứ mình không động tới nó cũng đâu làm gì mình đâu. Anh Giang ơi, giờ mãi giờ thấy nó rồi nha. Đâu? Đâu đâu? Thấy nó không? Rút đây hả? Ừ. Coi chừng có cái lỗ cái nhà cầu á, nó có cái lỗ á. Như vậy sao bác la Tâm? Nó nằm đâu? Coi chừng nó bường, nó không có ốc đường chạy á. Tao dọn bớt này đi. Để cái lỗ rồi sao? Đừng ra lỗ này nha Giang ca. Ê, trời ơi. Ôi cái lá rớt hết hồn rồi. Ra cho trống nước đây. Đây nè, nó nằm đây nè. Bữa đây nè. Chọn cho nó ra ra cao. Cứ đen thui thui lui nè. Nó phanh trống kìa. Chuyện cho được không? Kêu anh Giang nhét lỗ đi anh vô. Nó nằm trong đây nè. Anh nhét lỗ lại đi. Thôi em quải đi. Em chọt ra quải luôn á. Có lỗ đó không? Có. Thôi em chọt ra ra Giang ca luôn nha. Để đi em chọt cho ra quải luôn á. Dạ tao. Thấy không dài không? Dạ. Thôi được rồi. Tao xin qua lại coi cái con cái này. Dạ. Nè nó nằm đây nè. Nè. Thấy chưa ta? Chưa thấy. Nè nè, nó đóng lên đây nè. Bây giờ cái này bắt không được. Tâm phải chọt cứ coi nó chạy ra ngoài không. Kỳ kỹ nha Tâm. Ở đây đồ đạc tùm lum đó. Nó ra đó. Ra chưa? Ê, mình dọn mấy cái này được không? Chứ đâu, em leo lên củi rồi. Nó leo lên hả? Hồi nãy giờ nằm bên đây mình đâu có thấy được. Thôi ơi. Từ từ á. Nó nhìn sao ta? Chị chưa leo lên. Biết rồi. Không, chưa ra, chưa thấy ra. À, kêu anh Giang nhét lỗ lại luôn ta. Có kêu anh Giang nhét lỗ lại luôn đi. Mình dọn từ từ ra. Chứ đây nó chạy ra đây không biết làm sao mình xử lý nó luôn á. Nó tìm hả? Nè, lên chút.
ấy, không ấy, đổi vị trí rồi Tâm ơi. Cái thầy ảnh có kinh nghiệm bắt được Tâm ơi. Dọn dọn bớt clip clip đúng vô dọn dọn bớt clip. Dữ rồi. Nó gạo quá. Dọn dọn bớt ra đi. Rút trên cao quá. Trên cao quá. Nó, nó, nó. Lú rồi kìa. Cũng nhỏ chứ đâu lớn. Ê, ê, nó đang vùi dưới chân á nha Tâm. Mưa tới luôn rồi. Nó ra nha Giang ca. Nó ra đó anh ơi. Giang ơi. Nó ra đó. Chơi lan ra chơi tay mà đó. Ê. Người ở ngon quá ngon luôn. Từ từ. Ngồi dòm đi. Ôi nó trống không? Ôi nó trống không? Không bỏ mà nhét lỗ lại đi. Không được hả? Thằng này đi ngồi anh ba. Thôi để đi em chọt cho nó ra đó luôn anh vậy. Nó ra đó, nó ra đó. Anh Giang ơi. Thôi để ra ngồi qua sợ quá sợ. Coi chừng nó có cái bọng ngay đó đó. Bắt tôi rồi hả? Chừng cái đầu ở đâu ai? Bây giờ sao bắn ta? Hả? Buông ra đi. Thôi được rồi, kêu anh Giang nhét lỗ của anh Giang vô Tâm ơi. Lỗ quả nhét không được. Mình nhét trong này nè. Mình nhét luôn, lấy cái này mình nhét lại luôn. Không có được, nó bắt ống nước nè. Nếu mình nhét hai bên, nhét lên chỗ đấy thôi. Vậy cho cậu ta nhét cả. Lấy cái cây nè, lùa cái này vô ừ. Nó vùi ra quá sao? Anh Giang ơi, bỏ quả chạy ra đi. Bỏ quả chạy ra đi. Anh vô đây đi. Dạ, xử lý một phút 30 giây xong liền. Được chưa? Rồi.
lắm. Kí không? Không lớn quá. Rồi rồi, bước ra đi, đợi em đi ra nữa. Rồi, rồi. Còn nữa, còn con nữa. Tâm đang bắt con nữa. Còn. Dính chưa? Dính nè. Trời ơi. Nó bắt gì? Sao rồi bắt? Nó bắt đã giờ không chịu bắt. Thôi đi ra. Con cắt kẹ. Con cắt kẹ bông. Nó là dữ lộn vậy á. Nhiều cân rồi hả? Chưa. Rồi mưa luôn. Ở nhà hay là ở con một. Rồi nó rút vô khó bắt ghê luôn á. Bây giờ mình canh thử làm biết. Chiên sáng mắt nữa. Quay quay không? Vậy lên nha. Cái nửa ký, hả? Này cỡ ký. Không tới ký. Cái hơn ký mấy đấy? Ký 3. Phải không? Ký 2. Ký 2 vậy là ăn cắn ký 1. Giờ mưa vậy sao vậy? Khu 7 thị trấn Trà Ôn, Vĩnh Long. Khu 7 thị trấn Trà Ôn, Vĩnh Long. Chú chạy xe đây hả? Anh em mình định về mà chú Tám mời ở lại dùng cửa cơm. Rồi sẵn mình trả lời cái câu hỏi của chị của Dung Nguyễn. Hỏi sao hôm qua không có clip. Này đây. Đây. Này sao tội gì anh Giang? Quay luôn rồi. Cái gì? Tội ngu. Cái tội ngu. Lấy lưỡi cắt cây. Sắt đi không chịu đâu là đậu bị. Lấy lưỡi cắt cây. Thôi đi đây. Trời ơi, anh xăm cái hình gì vậy? Đây nè. Xăm mực. Cô chó. Đây nữa nè. Thôi ơi thôi. Dằn quá. Vậy đó. Thôi vậy. Lưới anh nó cuốn á quất đâu bắt không được nửa tiếng hồ nó nằm đó thì vô lụm đầu nó thôi nằm vô đó đầu nãy đâu nằm đất đâu nằm rút cây lên cao á cây trên cao á thì nó leo lên vô không thấy á đây nhỏ nghe dùng cơm thân mật chứ chú Tám trời có nào dùng đây quá ngon lên nè hả nè anh gì anh nè, cái thằng này nó là anh toán rung bắt được rắn rồi hết rung chưa còn luôn trời đất ơi đụng vậy mà xanh mấy tùm lum tay chân này là quản con mình xanh mấy tùm lum mà rung quá rung xem nghệ thuật ờ thì qua qua hồng mình chắc thịt bò quá theo quay đi cô còn cá dứa cá bạch lá dứa lon thôi đường xa còn đường về nữa thì giang chắc cỡ 2-3 lon mới thôi tụi con về luôn để lát mắc mưa nữa con về luôn cô Tám ơi tại bữa nay con rắn này nó ở trọ nó không trả tiền cho nên chú Tám kêu mình lên bắt nè tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Bây giờ tụi mình đi về. Con gì?
về luôn Tám ơi. Chuông nó cứ tem tem hoài. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm á.